Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn cách làm một chai nước súc miệng sát khuẩn tại nhà. Nguyên liệu thì các bạn cần như sau. Các bạn cần lấy một cái chai nhựa nước ngọt có dung tích tầm khoảng 1,5 lít. Các bạn có thể sử dụng một cái chai nhựa to hơn. Và cái thứ hai, nguyên liệu không thể thiếu đó chính là muối ăn. Tức là muối này được làm từ nước biển này các bạn. Sau đây thì mình sẽ bắt đầu chia sẻ tới bạn cách làm. Trước tiên thì cái chai nhựa này mình sẽ đổ vào đây tầm khoảng 1,5 lít nước đun sôi để nguội. Mình khuyên các bạn nên sử dụng nước đun sôi để nguội để làm nước súc miệng sát khuẩn để pha chế cái chai này nha các bạn. Sau khi mình đã đổ vào cái chai nhựa này 1,5 lít nước đun sôi để nguội thì bây giờ mình sẽ tiến hành pha muối và đổ vào cái chai này. Thì các bạn sẽ pha muối và bỏ vào cái chai này theo tỷ lệ như sau. Với một chai nước tầm khoảng 1 lít nước thì các bạn sẽ pha vào đấy tầm khoảng 10 gram muối khô nha các bạn. Tức là muối đã được phơi khô ấy các bạn. 1 lít nước tương đương với lại 10 gram muối nha các bạn. Với cái chai 1,5 lít này thì sẽ tương đương là 15 gram muối. Các bạn chú ý là sử dụng muối khô nha các bạn. Thì các bạn đong đếm cho nó chuẩn. Các bạn không có cân đong đếm thì các bạn có thể sử dụng một cái muỗng hoặc là một cái thìa để các bạn ướm cũng được. Ở đây mình đang nói cái tỷ lệ tiêu chuẩn để pha chế cho các bạn. 1 lít nước sẽ tương đương với lại 10 gram muối. 1,5 lít nước thì sẽ tương đương với 15 gram muối. Các bạn cứ thế các bạn nhân lên. Các bạn pha nhiều nước súc miệng thì các bạn cứ nhân lên như vậy. Các bạn có thể sử dụng cái giấy hoặc là một cái tờ bằng meca như thế này các bạn thu lại và các bạn đưa cái muối đấy vào trong cái chai đấy, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Sau khi mình đã đưa tầm khoảng 15 gram muối vào trong một cái chai nước 1,5 lít như thế này rồi, mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ nắc đều cho muối có thể hòa tan hết. Súc miệng để sát khuẩn sau bữa ăn hoặc là trước khi đi ngủ tầm khoảng 3 lần mỗi ngày cũng được. Các bạn chỉ việc sử dụng một cái chén nhỏ như thế này thôi. Các bạn súc miệng tầm khoảng từ 30 cho tới 50 giây. Sau đó là các bạn sẽ nhổ ra ngoài nha các bạn. Thì như vậy thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả loại bỏ tất cả các vi khuẩn có hại trong miệng khi các bạn sử dụng cái nước súc miệng này. Với cái mùa dịch bệnh như thế này thì nước súc miệng rất là cần thiết cho các bạn. Ngoài việc đeo khẩu trang cũng như là theo thông điệp 5K của Bộ Y tế thì các bạn cũng thường xuyên là súc miệng sát khuẩn để loại bỏ tất cả các vi khuẩn trong miệng. Và sẽ giúp bảo vệ các bạn một số bệnh về răng miệng rất là tốt. Các bạn thường xuyên nên sử dụng nước súc miệng nha các bạn. Mình hy vọng với video ngày hôm nay sẽ hữu ích cho bạn tự làm được một chai nước súc miệng sát khuẩn tại nhà mà rất đơn giản và hiệu quả chứ không cần phải đi mua
Tại vì mình thấy hiện tại có một số bạn đang ở trong vùng dịch mà không thể nào mà đi ra ngoài mua được những cái chai súc miệng sát khuẩn ý các bạn. Mà mình thấy cái chai nước súc miệng sát khuẩn này các bạn hoàn toàn có thể làm được tại nhà. Cái nguyên liệu làm thì cũng rất là đơn giản mà nó rất là hữu ích và hiệu quả. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe và biểu tượng chuông thông báo khi nào mình có video gì mới sẽ cập nhật cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.